Quý nhà hảo tâm góp ý thì cũng có chính quyền địa phương ở đây thì em xin phép được giải ngân số tiền 50% từ số tiền của hai bà cháu bé Hằng ở nghĩa địa. Bé nãy 11 tuổi, nó học lớp 6, mà mẹ nó thì bệnh giờ khối u với ung thư phổi, rồi đi bệnh viện trên Chợ Rẫy, thì trả về giờ thở oxy trong đó, rồi không biết mất ngày nào sống ngày nào nữa. Tội nghiệp cho thằng bé đó, nó đi cắt rau rồi nó bán rau muống đó, rồi không có thì nó đi lụm da chai, thì nó bán rồi nó sống cho mẹ nó mua đồ ăn sống qua ngày vậy đó. Mẹ con không lo được cho mẹ. Con không lo được cho mẹ rồi con khóc hả? Dạ. Học giỏi, quý khen, tiền nhiều nuôi mẹ, thì cho mẹ vui. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Trà Vinh. Hôm nay là một ngày vui, ngày rất là đặc biệt, đó là ngày bàn giao căn nhà mơ ước cho bé Hiền. Nói về hoàn cảnh của bé Hiền thì rất là thương tâm, cha thì qua đời, mẹ thì đi bệnh viện, quý cô chú anh chị, bệnh viện trả về nằm thoi thóp thở oxy trên giường bệnh. Bé Hiền ngoài một buổi tới trường thì một buổi bé nhặt rau muống đưa ra chợ bán để tìm kiếm tiền nuôi mẹ. Những lúc rảnh rỗi thì bé còn đi lụm ve chai nữa, rất là thương tâm. Khi Đồng đăng tải video lên, nhận được rất là nhiều sự yêu thương của quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị. Do vậy thì Đồng cùng với quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị cùng với anh Hòa đã xây dựng lại hoàn toàn mới căn nhà mơ ước cho bé Hiền. Ở video trước khi Đồng ghé thăm thì Đồng quay vào buổi sáng, thì buổi chiều mẹ bé Hiền đã chút hơi thở cuối cùng, đúng anh Hòa? Đúng. Khi mà Đồng đăng tải lên thì rất là nhiều khi có chú anh chị nói là thấy mẹ bé Hiền còn sống, nhưng mà thực chất là Đồng quay buổi sáng thì hôm đó thì buổi chiều qua thì người mẹ chút hơi thở cuối cùng. Và ở video này thì Đồng cũng xin giải ngân số tiền của hai bà cháu bé Hằng ở nghĩa địa 50% cho hoàn cảnh của bé Hiền, tại vì hoàn cảnh này hiện tại rất là thương tâm. Cha thì qua đời, mẹ vừa mới qua đời, hiện tại thì một mình bé Hiền bơ vơ giữa cuộc đời, mai mốt thì cuộc sống không biết đi về đâu. Em chào anh Hòa. Chào thầy Đồng, chào ông bà cô bác, cũng quý nhà hảo tâm, cũng trong nước ngoài nước. Thì hôm nay thời gian mà xây dựng căn nhà của bé Hiền thì cũng rất là lâu, thì cũng trước hết thì cũng xin lỗi quý bà cô bác, nhà hảo tâm cũng như nước ngoài nước. Thì hôm nay cũng đã hoàn thành, thì có liên hệ thầy Đồng xuống để bàn giao căn nhà. Thì cái thời gian cái căn nhà xây dựng là nói chung là cũng như là làm muốn hoàn toàn mới hết khoảng 80%. Thì trước khi bàn giao căn nhà thì thay mặt gia đình của bé Hiền cảm ơn đến quý nhà hảo tâm cũng như trong nước nước đã hỗ trợ cho bé Hiền có một căn nhà che nắng che mưa để cho bé yên tâm ăn học. Xin cảm ơn. Và đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của người mẹ trước khi chút hơi thở cuối cùng. Bây giờ thì Đồng và anh Hòa kính mời quý cô chú chị cùng vào trong để xem căn nhà hiện tại và số tiền của bé Hiền sẽ như thế nào anh ha. Là quý cô chú chị cũng thông cảm cho anh Hòa, tại vì bữa hôm thì cũng gần như hoàn thiện xong rồi, thì mẹ bé Hiền thì giống như là đã thỏa mãn được tâm nguyện anh ha. Thấy được con được có căn nhà mới thì mẹ bé Hiền nghe nói là cũng thấy được căn nhà mới thì cũng là yên tâm và trút hơi thở cuối cùng. Quay qua là mã cuối cùng là thời gian mới kéo dài. Dạ. Dạ, phía xa kia quý cô chú anh chị là tấm biển bàn giao căn nhà mơ ước. Là tấm biển này hiện tại là được mấy căn rồi anh Hòa? Căn biển bàn giao nhà mơ ước này là căn này nữa là hình như căn 17 vậy đó. Dạ. Hiện tại thì tấm biển này rất là có duyên, do vậy thì anh Hòa với Đồng nói là thôi giữ lại đi
để sẽ trao duyên cho những hoàn cảnh khó khăn khác về sau ha. Dạ em chào anh chị, chào bà, chào bé Hiền nhé. Đừng nhấn nhướng. Dạ kính thưa lãnh đạo bên ấp cũng như bên xã An Trường, kính thưa quý nhà hảo tâm, cũng kính thưa bà nội của bé Hiển cũng như người dì, người bác sau này sẽ là người cưu mang bé Hiển về sau, quý cô chú chị. Thì hôm nay thì anh Hòa có gọi điện cho em là nói là căn nhà mơ ước đã hoàn thành. Do vậy thì em cũng tranh thủ xuống đây để bàn giao căn nhà mơ ước cho bé Hiển, để bé có cái mái nhà che nắng che mưa để ổn định cuộc sống và tiếp tục việc học của bé. Thì trước khi vào phần nội dung thì chắc em sẽ xin phép là công bố thứ nhất là cấu trúc căn nhà, sau đó sẽ là công bố công khai danh sách quý nhà hảo tâm gửi số tiền về giúp đỡ cho bé. Dạ. Đầu tiên là cấu trúc xây dựng căn nhà cho bé Hiển, thì lúc trước căn nhà của bé là xây dựng dang dở và ông bà cô bác nhà hảo tâm góp ý là bị phạm phong thủy rất là nhiều. Do vậy thì em với anh Hòa bàn bạc là phải đập lại và xây lại hoàn toàn mới cho bé, để cho bé về sau. Tại vì khi mà căn nhà về trước thì ông bà cô bác có xem thì nói là cũng không biết có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, mà người cha thì khi xây xong thì cũng ở được thời gian cũng lâm bệnh, người mẹ thì cũng ở thời gian lâm bệnh, và hiện tại thì hai cha mẹ đều qua đời. Diện tích là chiều ngang là 4,2, phần trên, phần nhà trên thì là 11m, gồm cái hàng ba là 2,5m, phòng khách là 4m, phòng ngủ là 4,5m. Thì nhà này đặc biệt là thiết kế nhà vệ sinh ở bên ngoài và nhà bếp ở bên ngoài hết, tại vì cái diện tích đất nó không được chiều dài á. Tổng chi phí xây dựng là đến thời điểm hiện tại để hoàn thành căn nhà này đầy đủ hết mọi thứ là 110 triệu đồng. Hôm trước thì Đồng có mua thiết bị cho bé. Thiết bị thì mua những cái thiết bị cần thiết cho bé ở trong nhà. Thì đây là danh sách những cái thiết bị cần mua. Đó là một bộ bàn ghế ở phòng khách là giá 7 triệu 800 ngàn đồng. Một bàn học sinh cho bé Hiền học là 1 triệu 150 ngàn đồng. Một giường sắt loại mét 6, loại tốt là 1 triệu 550 ngàn đồng. Một nệm 220 ngàn đồng. Một ghế nệm để ngồi bàn học là 300 ngàn đồng. Một đèn bàn học là 100 ngàn đồng. Tổng chi phí để mua thiết bị cho bé Hiển đó là 11 triệu 120 ngàn đồng. Cái này là hóa đơn của bên mua xuất cho em. Sau đây thì có chính quyền ở địa phương ở đây hôm nay tới tham dự, thì em xin công bố toàn bộ danh sách quý nhà hảo tâm gửi về giúp đỡ cho bé Hiển. Đầu tiên đó là cô Loan Lê ở Mỹ 2 triệu đồng, cô My ở quận 7 1 triệu đồng, Nguyễn Thị Kim 500 ngàn đồng, chị Nguyễn Thị Thủy 200 ngàn đồng, chị Trâm 500 ngàn đồng, chú Nam Nhật Tín 1 triệu đồng, Oanh Nguyễn 200 ngàn đồng. Một tài khoản xin giấu tên gửi 200 ngàn đồng, bác Nhật gửi 300 ngàn đồng, Nguyễn Văn Trường 200 ngàn đồng, anh Hòa ở Bình Dương 500 ngàn đồng, Đoàn Thị Thúy Hằng gửi 200 ngàn đồng, Nguyễn Thảo 200 ngàn đồng, bé Triệu 200 ngàn đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 7418 là 400 ngàn đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 5904 200 ngàn đồng. Cũng thưa với quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị với bên lãnh đạo á, là những cái tài khoản mà không có để tên thì em chỉ biết đọc cái tài 4 cái số cuối để đối chứng thôi. Dạ. Lê Hoàng Sơn 300 ngàn đồng, Trương Thị Thúy Liêm 500 ngàn đồng, bé Gia Minh 13 tuổi ở quận 6 200 ngàn đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 8440 1 triệu đồng, Châu Lai 1 triệu đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 5992 500 ngàn đồng, anh Quảng Mỹ ở Mỹ 5.035.000 đồng, anh Long ở Đà Lạt 1 triệu đồng, Đinh Thị bé 6 là 300.000 đồng, Lê Trọng Hiếu 1 triệu đồng, cô Phúc Yên 500.000 đồng, Lê Thanh Bình 300.000 đồng, Phạm Thị Thúy Phượng 2 triệu đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 7416 là 500.000 đồng, cô Hằng ở Đức 1.200.000 đồng, Hoàng Thị Hương 500.000 đồng, vô danh DN gửi 100.000 đồng, Vũ Thủy Tiên gửi 200.000 đồng, Dương Thị Dung 300.000 đồng, Nguyễn Lệ Quyên 2.320.000 đồng,
Lê Văn Trung 100.000 đồng, bé Thảo Vi 3 tuổi ở Quốc Oai Hà Nội 200.000 đồng, cháu Minh Hiền 200.000 đồng, chị Anh Thi 500.000 đồng, cô Mai ở Mỹ 2 triệu đồng. Chị Năm Dừa gửi 1.500.000 đồng, Vũ Thị Thu ở thành phố Cần Thơ 1 triệu đồng, Hồ Hữu Long gửi 1 triệu đồng, Võ Hoàng Trọng khi gửi là Ngọc Lan là 500.000 đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 5857 gửi tặng bé Hiền 11 tuổi 1 triệu đồng, Dương Thị Kim Cúc 1 triệu đồng, Nguyễn Văn Bửu 1 triệu đồng, Diệp 500.000 đồng, Mạnh Thường Quân chia sẻ 500.000 đồng, Mạnh Thường Quân Bình Dương là 500.000 đồng, Hoa gửi 200.000 đồng, Hoàng Tuấn gửi 500.000 đồng, Nguyễn Thị Hương gửi 500.000 đồng, Nguyễn Văn Thế gửi 500.000 đồng, tài khoản thẻ 9768 chuyển cho cháu Hái Rau 500.000 đồng, Ý Nhi Lê gửi 500.000 đồng, Âu Dương Liên gửi 2 triệu đồng, Bùi Thị Minh 500.000 đồng, Dương Văn Minh 100.000 đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 8888. Tài khoản thẻ này thì để nội dung là cho anh Tiền Giang bị liệt, nhưng mà hiện tại thì anh đó thì em quay rất là lâu rồi. Do vậy thì em xin phép chuyển sang cho bé Hiển 500.000 đồng. Cô Âu Quý gửi 100 USD đổi ra được là 2.330.000 đồng. Chị Châu giúp bé Hiển 200.000 đồng. Nguyễn Thị Kim Sa gửi 50 USD đổi ra được là 1.160.000 đồng. Cô chú Harry Trần cô chú Harry Trần Diana Loan Dương gửi 200 USD đổi ra được là 4.660.000 đồng. Trần Thị Liên 500.000 đồng, chị giấu tên ở Mỹ gửi là 2.355.000 đồng. Và khi chị giấu tên ở Mỹ này, chị nhờ một người ở Việt Nam gửi là tài khoản thẻ 4 số cuối là 7289. Chị Hồng Thu ở Mỹ gửi 100 USD đổi ra được 2.330.000 đồng. Đoàn Thị Thùy Trang gửi 200.000 đồng. Cô Nhung gửi 200 USD đổi ra được là 4.660.000 đồng. Cô Hai Lương gửi 2 triệu đồng. Xuân Ái ở Bến Tre gửi 300.000 đồng. Trần Trương Luật gửi 500.000 đồng. Xin giấu tên gửi 200.000 đồng. Hoàng Thị Thu Lan gửi 500.000 đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 8686 gửi 500.000 đồng, tài khoản nguồn 1873 gửi 200.000 đồng. Bà Mười ở Long An giúp, bà Mười thì giúp cho bé mổ não, thì em cũng biết bé mổ não chắc là cái bé ở Kiên Giang, nhưng mà hoàn cảnh này lâu lắm rồi, do vậy thì xin phép bà Mười chuyển sang cho bé Hiển 1 triệu đồng. Cô Trung gửi 500.000 đồng, Diễm Trang 63 Bình Tây 500.000 đồng, dì Hai gửi 500.000 đồng, tài khoản thẻ 4 số cuối 8689 chị gửi 100.000 đồng. Khánh Duy ở Ba Tri gửi 100.000 đồng, chị xin được giấu tên gửi 200 USD đổi ra được là 4.680.000 đồng. Ở Minh Châu 3 triệu đồng, Nguyễn Khoa ở Canada gửi 1 triệu đồng, tài khoản chị Tùng gửi cho bé Hiền 2 triệu đồng, bé Phương Nga 8 tuổi gửi 200.000 đồng, Nguyễn Thị Thu Ngân 1 triệu đồng, chị Ly Trinh gửi 2 triệu đồng, Phi Loan Lít gửi 3 triệu đồng, chú Phạm Lam gửi 200 USD đổi ra được 4.660.000 đồng. Cô Kim Ngọc gửi 100 USD đổi ra được là 2.340.000 đồng. Tổng đến thời điểm hiện tại số tiền gửi về cho bé Hiển đó là 93.030.000 đồng. Do quý nhà hảo tâm góp ý thì cũng có chính quyền địa phương ở đây, thì em xin phép được giải ngân số tiền 50% từ số tiền của hai bà cháu bé Hằng ở Nghĩa Địa. Tại vì hai bà cháu ở bên đó thì quý nhà hảo tâm nói là chuyển cho hoàn cảnh khác khó khăn trên những chuyến thiện nguyện á. Do vậy thì hôm nay thì đồng xin giải ngân 50% từ số tiền của hai bà cháu bé Hằng ở Nghĩa Địa. Tổng số tiền hai bà cháu ở Nghĩa Địa mà khi quý nhà hảo tâm chuyển đó là 145.244.000 đồng, thì 50% của 145.244.000 đồng đó là 72.622.000, cộng với số tiền mà hồi nãy đến giờ em đọc danh sách đó 93.030.000 đồng, thì tổng số tiền giúp đỡ cho bé Hiển là 165.652.000 đồng. Sau đây thì em xin phép trừ ra những cái khoản mà đã chi để làm cho bé Hiển. Đầu tiên là tiền làm nhà là 110 triệu đồng, mua sắm thiết bị là
11.120.000 đồng. Cái đợt mà khi mẹ còn sống á, thầy ghé thăm là trao cho hai mẹ là con là 3 triệu đồng. Cái đợt hai mà thầy ghé thăm á, là con ngồi chỗ giường này, nhớ không? À, 3 triệu đồng. Số tiền còn lại là 41.532.000 đồng. Dạ. Thì vừa rồi thì em đã đọc toàn bộ cấu trúc căn nhà cũng như danh sách quý nhà hảo tâm gửi số tiền về để giúp đỡ cho bé Hiền. Hoàn cảnh bé Hiền giờ là mồ côi, một mình thì bơ vơ giữa cuộc đời vậy đó. Thì sáng nay thì em có nghe được bên chính quyền, hiện tại thì người bác sẽ là cứu mang bé đúng anh? Dạ, đúng, dạ đúng. Dạ, do vậy thì số tiền còn lại thì trước sự chứng kiến của bên lãnh đạo, thì bên xã An Trường với cũng như bên ấp 7 thì em sẽ, anh có hướng đồng ý là sẽ đưa cho dì giám hộ cho bé không anh? Đồng ý, tại vì bà bác dâu này thì nhận bé về cung mang đó, thì bác dâu này sẽ nhận số tiền này để sau này trang trải cho bé học hành. Dạ. Được. Vậy số tiền còn lại là 41.532.000 đồng. Thì em sẽ làm tròn thành 41.550.000 đồng. Cái này thì dì đứng lên nhận với lại đếm lại giùm con đi. Tám mười chín hai mươi mốt hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ba mười ba mốt ba hai ba 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 bốn ba lăm ba sáu ba mười bảy ba mươi tám ba mươi chín bốn mươi bốn mốt bốn hai bốn ba bốn bốn năm sáu bốn bảy bốn tám bốn chín năm mươi năm mốt năm hai năm ba năm bốn năm mươi lăm năm mươi sáu năm bảy năm mươi tám năm mươi chín sáu mười sáu mốt sáu hai sáu ba sáu bốn sáu lăm sáu sáu bảy sáu tám sáu chín bảy mười bảy mốt bảy hai bảy ba bảy bốn bảy lăm bảy sáu bảy mươi bảy bảy mươi tám bảy mươi chín tám mươi tám mốt tám hai. Là số tiền là 41.532.000 đồng. Thì là em con làm tròn là thành là 550.000 đồng. Là cô xác nhận là nhận đủ số tiền chưa cô? Dạ đủ số tiền. Đây số tiền này giờ thì bên chính quyền thì có hướng cho con là cô sẽ là người cung mang cho bé. Thì cô sẽ giống như là giữ hộ số tiền này cho bé. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân và nhà hảo tâm với mấy chú ở đây á, nhờ có số tiền để lo cho bé Hiền ăn học, tôi cung mang cho nó. Để cho tiền để lo cho nó ăn học, sách vở, quần áo, học hàng ngày, ăn uống. Thì bác là giám hộ của nó, thì bác sẽ lo cho nó. Dạ, thì bữa hôm mẹ bé Hiền trước khi mất thì cô gửi lời gì cho cô? Và trước khi mẹ bé Hiền mất, bác Hiền gửi gắm cho bác, nói nếu mà em qua đời, bác sẽ nuôi thằng Hiền, dạy dỗ thằng Hiền cho nó ăn học. Dạ, thì bữa hôm thì mẹ của bé lên được nhà mới chưa? Có, lên nhà mới được một đêm với một ngày nó mới mất. Dạ, có nói điều gì không cô? Thì lên hỏi nhà sao, em sao, rồi nó nói đẹp, nói em có mất thì chị lo chẳng hiền giùm em. Dạ, giống như là thì cũng... Chị cũng ngoài nguyện tâm, cũng cái nguyện của nó, để lo cho con nó, thì bệnh cũng chị lo, thì giờ nó mất thì giờ cúng cơm nước thì chị cũng lo cho nó, cho hiền luôn, hay chia hai mẹ con nó. Dạ. Lo cho mẹ con nó luôn. Giống như là mẹ của bé Hiền cũng... đạt được cái tâm nguyện cuối cùng đó là nó con... cứ nó nói hoài à, nó nói với tôi hoài, nói em mà có mất á chị lo thằng Hiền, chị cứ coi nó như con của chị đi, chị dạy dỗ nó cho nó nên người cho em có gì đó chị cũng lo cho nó. Dạ, nó nói từ trước tới giờ nó nói nhiều lần lắm. Rồi cảm ơn chị nhé. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Thì sau đây thì chắc em sẽ mời đại diện bên chính quyền địa phương thì có đôi lời gửi gắm đến quý nhà hảo tâm cũng như là gia đình là anh phát biểu. Cũng như là trước mắt thì đại diện địa phương, đoàn thể, chính quyền địa phương thì trước giờ thì hoàn cảnh của chị Thi Ri này thì khó khăn, thì được sự quan tâm cũng như là cộng đồng như là thầy đồng đi vận động mình thường quân thì về địa phương thì trước mắt là cảm ơn.
tất cả những người hữu tâm đã ủng hộ cho hoàn cảnh của chị Thư Ghi, và cảm ơn thầy Đồng đã tạo điều kiện cho cái hoàn cảnh này rất là khó khăn ở ấp BA. Hoàn cảnh này đặc biệt khó khăn nhất trong ấp. Thì vừa qua có vận động thì địa phương, rồi xã thì cũng có hỗ trợ gạo thóc này nọ đó, tiền bạc vận động thì trong tỉnh cũng vận động, cũng chia sẻ, cũng gửi đến cho chị Thư Ghi này. Thì không biết nói gì hơn, thì sau cùng tới giờ mà cái nhà của chị Thư Ghi hoàn thành thì đại diện địa phương thì cảm ơn thầy nhắn lại với mấy mạnh thường quân, là cảm ơn tạo được cái nhà căn cho chị. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay thì bên chính quyền địa phương thì có món quà gì gửi cho bé Hiền để cho bé có tinh thần ha. Hiền đứng dậy nhận quà đi con. Rồi, được, sau khi được mấy chú tặng quà thì con ráng học gì tốt nha. Học tốt cho mẹ vui nha. À, cho chàng vào tay. Dạ. Yeah. Rồi bà nội có muốn nói lời điều gì không? Thì bà nội giờ cũng biết nói gì hơn, giờ quân mà được cho cháu vậy là cũng mừng dữ lắm. Chỉ có bác Tư nó lo, mẹ nó mất. Để giờ bà nội thì ngủ với bà nội, nấu cơm hai bà cháu ăn thôi. Còn đi chợ cái đầu thì bác Tư nó mai lo. Mai mốt bà nội ra qua đây sống với bé luôn được, cũng được này, cho nhà nó chắc chắn nè. Biết rồi, nhưng mà đêm lạnh lẽo quá, hai bà cháu không dám ngủ. Chiều bác Tư ra đúc nha. Dạ, thì thôi bà nội ở đây với bé đi, tối qua đây ngủ với bé cho vui. Dạ, từ đốt nhang cho nó ấm cúng á. Dạ. Thì cảm ơn bà nội nha, chúc bà nội thật nhiều sức khỏe. Dạ, bà nội có gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Thì được bà nội quân mà giúp đỡ cho con nhà dâu cháu nội nó vậy là mừng bà, mừng dữ lắm rồi đó. Mừng sao khóc? Mừng. Dạ. Tôi khóc. Hai chồng lại ngồi đó bỏ ăn cháu vậy để nó nghiệp. Dạ. Ý là bà nội hôm nay thì mừng cho bé ha. Mừng, nhưng mừng nghĩ lại nỗi buồn lắm. Là buồn là mẹ cha nó không còn đó. Dạ. Buồn vậy thôi. Dạ, chứ dạ. Mừng cho cháu dữ lắm nha. Dạ dạ, được rồi bà nội nha. Giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, vâng nội ngồi xuống đi. Cho khỏe. Thì hôm nay bên chính quyền địa phương thì cũng có một cái thư giống như là lời cảm ơn tới quý nhà hảo tâm trên kênh của em. Giống như nhà hảo tâm thì cũng ở rất là trên mọi miền Tổ quốc, cũng như là trong nước có, ngoài nước có. Nhưng bằng sự yêu thương, luôn hướng về những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, luôn hướng về đồng bào của Việt Nam á. Thì hôm nay thì cũng nhờ nhà hảo tâm thì mới có được cái căn nhà hôm nay cho bé. Dạ. Thay mặt chỗ xã chỗ thầy Đồng ha. Dạ dạ. Quân lời chúc chỗ thầy Đồng nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng với những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Dạ, để dạ. Làm sao giúp cho cái người trong xã hội mình càng ngày phát triển tốt hơn. Dạ dạ, em cảm ơn anh nhé. Dạ dạ. Dạ, dạ thì buổi bàn giao thì cũng đơn giản vậy thôi, cũng đã xong rồi. Hiện tại thì bé Hiền cũng chuẩn bị dọn vào nhà mới, thì cũng bàn thờ của mẹ cũng đưa vào rồi. Thì bây giờ thì Hiền cùng với thầy sẽ đứng dậy bốc cái biển bàn giao căn nhà mơ ước con ha. Đây con xé giống thầy này, con xé một góc đi. Cầm hai tay. Từ từ cho biết 1, 2, 3. 1, 2, 3 như bắn pháo hoa vậy đó. Con xin ra con ra giống như thầy vậy đây. Con giữ một tay vậy nè. Rồi, con quay mặt ra đây. Rồi, con kéo từ từ xuống đây, kéo từ từ xuống. Nữa. Rồi cái tay con để xuống, cái tay kia để xuống rồi. Để tay xuống con. Quay mặt ra. Quá đẹp. Dạ, quý nhà hảo tâm kênh YouTube Thầy Giáo Đồng tặng nhà mơ ước. Căn nhà này là căn nhà số 17. Thì cũng rất là vui khi mà cái số thứ tự này cứ nhảy dần. Em hy vọng cái số thứ tự này sẽ còn lên nhiều nữa, có thể là 50 hay 100. Thì càng được xé nhiều cái biển như vậy thì trong lòng thì rất là vui. Hiện tại thì nổi hết da gà luôn. Cứ mỗi lần xé biển không hiểu vì sao nổi hết da gà. Chắc là giống như là niềm hạnh phúc dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì bây giờ thì chắc Đồng với bé Hiền sẽ quay một vòng toàn bộ căn nhà để quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị biết được căn nhà hiện tại của bé Hiền là đẹp như thế nào. Dạ. Đi Hiền.
Quý cô chú anh chị, vừa rồi thì Đồng vừa cùng với chính quyền địa phương đã làm xong lễ bàn giao căn nhà mơ ước cho bé Hiền. Bây giờ thì Đồng với bé Hiền sẽ quay một vòng căn nhà. Phía trước đây là phía mặt tiền, quý cô chú anh chị. Thì mặt tiền cũng được làm máng xối giống như những căn nhà khác. Và hiện tại thì mặt tiền này đã được ốp toàn bộ bằng gạch, quý cô chú anh chị, kể cả trên máng xối luôn. Hiện tại thì ngôi nhà đã được xây dựng lại mới hoàn toàn, do vậy chỉ còn hai cái cột thôi. Lúc trước là người cha bé Hiền xây dựng là tới ba cái cột, ở dưới này có một cái cột nữa này. Đầu tiên đây cái hàng ba thì rộng 2,5 m, thì hàng ba này hiện tại cũng được dán gạch rồi, rất là sạch sẽ luôn. Và cái mặt tiền này quý cô chú anh chị cũng được ốp hết gạch rồi này, cho sạch chứ. Tại vì bé Hiền á còn nhỏ quá, do vậy thì Đồng sẽ nói anh Hòa ốp như vậy cho sạch sẽ được về sau về dài này. Ở cái hàng ba này quý cô chú anh chị, phía trên này cũng được đóng trần la phong, và ở dưới thì lắp cho bé một cái hệ thống đèn sáng. Trần la phong thì giống như những cái căn nhà khác thì Đồng lựa chọn trần la phong màu sáng. Ở phía bên này là tấm biển trao tặng căn nhà mơ ước số 17. Và ngôi nhà của bé Hiền thì được sử dụng là cửa nhôm kính quý cô chú anh chị. Mở dùng thầy coi Hiền. Sử dụng hệ cửa nhôm kính, cửa kính đục quý cô chú anh chị. Và bên trong thì có thanh cài chốt. Rồi mở qua bên kia đi con. Ở phía bên trên này thì cũng làm trang trí như vậy cho đẹp quý cô chú anh chị. Tiếp theo đây là căn phòng khách này. Phòng khách này thì rộng 4 m. Ở bên đây thì bé Hiền đã thờ mẹ đây đúng không? Dạ. Rồi thầy trước khi quay căn nhà thì thắp cho mẹ cái nén nhang trước ha. Dạ. Sáng vô thì Đồng có thắp rồi quý cô chú chị. Bữa mẹ mất thì mẹ có nhắn gửi gì lại cho con không? Dạ không, tại lúc đó con đi mua nước đá. Con đi mua nước đá? Dạ. Xong về là mẹ mất luôn hả? Dạ. Phòng khách này thì rộng là 4,5 m quý cô chú anh chị. Hiện tại thì đã có đầy đủ này, giống như bên này thì có tủ thờ. Và mua cho bé Hiền thêm một cái bộ bàn ghế đây, gồm 6 chiếc ghế. Như vậy thì con đi học về hay sao thì có thể ngồi ăn uống ở đây ha, nghỉ ở đây. Và ngôi nhà, cái phòng khách này quý cô chú anh chị cũng được lát gạch, mà tông gạch ở đây thì Đồng lựa chọn là tông gạch màu trắng có viền. Và ở cái phòng khách này cũng vậy, ở phía trên này quý cô chú anh chị cũng được đóng trần la phong giống như ở ngoài hàng bá. Trần la phong cũng là trần la phong trắng có hoa văn, và ở giữa thì gắn cho bé Hiền một hệ thống bóng đèn quý cô chú anh chị. Cái phòng khách này thì cũng được trừ một cái cửa sổ quý cô chú anh chị. Cửa sổ thì thiết kế theo cửa sổ lùa nhôm kính và ra ngoài để lấy ánh sáng đi vào trong. Hệ thống điện thì cũng chạy hệ thống điện âm cho bé Hiền luôn. Rồi tiếp theo đi con. Thì Hiền thì ngồi vô cái bàn này coi vừa. Vừa đẹp luôn ha. Con thấy bàn này sao, có đẹp không? Dạ đẹp. Rồi đi con. Hiện tại mẹ con mất vậy là được bao nhiêu ngày rồi con biết không? Được 3 tuần. 3 tuần hả? Tiếp theo đây cái là lối đi quý cô chú anh chị. Lối đi này thì là để đi xuống nhà. Phía bên này là nhà bếp và nhà vệ sinh. Lối đi này thì thiết kế cho bé Hiền cũng rất là rộng luôn. Rộng 1,5 m. Và quý cô chú anh chị, toàn bộ căn nhà thì xung quanh này này, thì Đồng kêu anh Hòa chạy viền gạch như vậy này, để khỏi bị mục sơn ở chân tường á. Hệ thống điện lối đi cũng lắp cho bé một cái đèn ở trên đó, và cũng đóng trần giống như là ngoài phòng khách, cũng là màu trắng với có viền. Và hồi nãy Đồng quên nói một chi tiết quý cô chú anh chị, ở cái phía trước này phòng khách này này thì anh Hòa có trừ một cái lam, và lam cũng được dán viền gạch xung quanh.
để cho cái phòng ngủ này thoáng á. Ở phía mặt bên này của phòng ngủ thì cũng được dán một cái lam quý cô chú chị để cho thoáng vào căn phòng ngủ á. Tại vì hiện tại căn phòng ngủ này thì ở bên kia là có nhà của dì Dượng rồi, do vậy thì không thể nào mà mở cửa sổ đây được. Đi vô đây con, sao đó. Tiếp theo đây là căn phòng ngủ này. Căn phòng ngủ thì đầu tiên đó là thiết kế cờ cửa, cũng là cửa nhôm kính. Mặt dưới này thì phủ kính nhôm kính hoàn toàn, mặt nhôm hoàn toàn luôn. Phía trên này là mặt kính đục quý cô chú anh chị. Thì trong căn phòng của bé Hiền thì có mua sắm cho bé Hiền một chiếc giường đây, và nệm và gối chăn mền thì ở đâu Hiền? Các bên nhà bên kia hả? Con vô đây đi, đúng sợ sao sợ chứ ạ? Đây, ở đây thì bữa hôm thì có mua cho bé Hiền là giường này, giường sắt 1m6 với nệm và chăn gối. Ở bên phía bên đây thì mua cho Hiền là một cái bộ bàn học, một chiếc đồng hồ và cái đèn học với cô chú chị. Ở đây thì có mua cho bé một cái ghế nữa. Nhìn bộ bàn này thì rất là dễ thương luôn. Và giống như những cái căn nhà bên kia thì cái phòng ngủ này đồng thiết kế quý cô chú chị là một cái cửa sổ như vậy này để lấy ánh sáng từ ngoài vào. Vì ở phía sau kia là nhà vệ sinh rồi, nhà vệ sinh xây dựng bên ngoài á. Do vậy thì không thể mở cửa sổ ở đây được. Do vậy thì đồng với anh Hòa đã thiết kế như vậy để lấy ánh sáng từ ngoài vào trong. Ở đây thì có quạt luôn cho bé này, sử dụng cho mát. Cái bàn học này thì con có thích không? Dạ thích. Con thấy đẹp không? Dạ đẹp. Trước tới giờ là con ngồi học là bữa đợt trước là nó ngồi học ngay cái bàn phòng khách đúng không? Dạ. Hôm nay thì học vô đây thì con học cho nó yên tĩnh ha. Dạ. Đồ, bàn học Doraemon luôn. Rồi mấy cái trên kia là con tự thiết kế hả? Dán hả? Dạ, cái đó là mua rồi có sẵn. Bàn học này thì có, bên này thì có học luôn quý cô chú chị này. Có học đựng sách vở luôn. Bên đây thì có, cũng có một tủ luôn. Rồi tiếp theo mình đi ra ngoài con. Tiếp theo mình đi xuống nhà bếp đi. Ở cái lối đi này quý cô chú chị cũng ở phía trên này, cũng trừ một cái cửa giống như là cái lỗ để thông hơi gì đó, thoát không khí cho nó mát á. Gạch này thì cũng được dán gạch mà màu trắng hết luôn. Tiếp theo đây là xuống gian nhà bếp này. Gian nhà bếp này thì cũng được xây dựng lại cho bé luôn. Ở đây thì đầu tiên là khu nấu ăn quý cô chú anh chị là cũng được xây dựng lại và đổ đổ mặt đang trên này, đổ bê tông. Ở đây thì có bồn rửa này, có bồn rửa có nước hết sạch cho bé rồi. Hôm nay thì những cô dì chú bác thì đang nấu ăn để mời đồng những cũng như những anh thợ để lại dùng một bữa cơm cùng với gia đình, thay như những cái chân tình của người miền Tây vậy đó. Chỗ này thì có bếp ga cho bé luôn và bình ga luôn. Và chỗ này thì anh Hòa có dán hết cái chỗ này quý cô chú anh chị, dán hết cái xung quanh này này, dán hết cái mặt xung quanh này để khi mà nấu ăn nó không bị văng lên á. Ở đây thì anh Hòa có thiết kế một cái công tắc cũng như là chỗ mấy chỗ ghim điện để có thể để bếp nồi cơm điện ở đây và ghim vào đây cho dễ dàng á. Tiếp theo đây là gian nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này thì cũng thiết kế cái cửa nhôm kính quý cô chú anh chị, có chốt trong. Mặt dưới này thì cũng giống như những cửa khác là phủ toàn bộ nhôm, trên này là kính đục và bên trong thì có chốt trong. Cái nền gạch này quý cô chú anh chị cũng được dán bằng nền gạch nổi, đá nổi, như vậy thì đi sẽ nhám này, bé Hiền sẽ không bị trơn trượt. Và ở đây thì dán cái gạch cao lên 1m6 để cho sạch á. Có gắn cho bé là cái vòi nước luôn và vòi hoa sen, đầy đủ nước hết rồi. Bên này thì làm cho bé một số cái móc để phơi đựng đồ, cái cô chú chị phơi đồ, móc đồ lên.
cái ở bên này thì là hệ thống nhà vệ sinh. Ở đây thì chờ cái này để thông gió ra bên ngoài này. Bên này cũng có một cái này, để khi mà đi vệ sinh quý cô chú chị không bị bí. Thì nhà vệ sinh này con thấy so với nhà vệ sinh cũ thì cái nào đẹp hơn? Dạ cái này. Thích không? Dạ thích. Thì gian nhà bếp này cũng làm lại cho bé Hiền thì cũng rất là rộng luôn quý cô chú chị. Ở bên này thì cũng trừ phía bên này thì trừ một cái đường đi ra mộ, đi thăm mộ ba mẹ luôn cơ. Là ba mẹ mất là được an nghỉ gần bao? Dạ được. Đây cái đường, cái chỗ này thì đồng có trừ một cái cửa để bé muốn ra thăm mộ cha mẹ thì nó dễ dàng hơn á. À, bên này thì là mộ cha đúng không? Dạ. Bên đây thì là mộ mẹ. Dạ. Là con thường bữa giờ thì có thường xuyên ra đây thăm mộ cha mẹ không? Dạ có. Con ra thì thăm thì con nói điều gì? Dạ con nhớ mẹ nhiều lắm. Hả? Con nhớ mẹ. Con chỉ tâm sự con nhớ mẹ thôi à? Dạ. Con còn tâm sự gì nữa không? Dạ. Con có lời hứa gì với mẹ không? Dạ con hứa là con sẽ học giỏi. Quý khen. Thôi ráng lên ha. Dạ. Giờ được ông bà cô bác mà giúp như vậy thì con mừng không? Con mừng. Con có gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Dạ, con chúc ông bác nhiều sức khỏe. Con cảm ơn ông bà cô bác đi con. Con cảm ơn bà cô bác. Cố gắng học tốt ha. Dạ. Mình vô quay xong cho xong căn nhà đi con. Hiện tại thì con gần đi học chưa? Dạ, gần rồi. Ở phía dưới này hồi nãy đồng cũng quên nói với cô chú chị, nhà bếp này cũng được dán gạch luôn, đó là gạch màu mà cũng màu trắng có viền luôn. Ở bên này thì cũng giống như là cũng trừ một cái cửa sổ này, quý cô chú chị, cửa chính để đi lên trước, và cửa chính này thì cũng làm bằng cửa sắt rất là chắc chắn luôn. Và cái lối đi này thì cũng đổ bê tông cho bé có một cái lối đi lên trên này, khoảng không này, khoảng không lối đi này, để bé có thể đi từ nhà bếp mà đi ra phía bên này cho dễ dàng hơn á. Cái này đổ bê tông thì rất là chắc luôn. Hiện tại thì căn nhà rất là đẹp không ha. Bây giờ thì đồng sẽ lên gặp lại người dì để gửi gắm bé cho dì. Dì ơi, vô đây con gặp một xíu được không? Quý cô chú anh chị, vừa rồi thì đồng với bé Hiển đã đi quay một vòng căn nhà. Hiện tại thì căn nhà rất chi là đẹp luôn cô ha. Đẹp, nhà đẹp, ưng ý luôn. Có ai khen gì không? Có, nhiều người khen dữ lắm luôn. Khen sao à? Khen nói nhà đẹp quá, sáng rồi cái gì cũng đẹp hết trơn, ai cũng khen hết trơn á. Ai cũng khen nhà đẹp chứ á, mười người khen đủ mười người à. Tôi cũng mê đó mà. Tôi cũng mê đó. Đúng là như cái tên luôn á, căn nhà mơ ước. Căn nhà mơ ước thiệt, mơ ước thiệt á. Dạ. Phù hộ mẹ, trong hồn mẹ nên á, nay nhận nhà mới nha em, về có nhà đó rồi phù hộ cho con nha, cho chị mạnh tay khỏe chân, chị lo cho thằng Hiền, phù hộ cho con đó, nó mạnh khỏe, nó ăn học nha, dạy dỗ nó cho nó ăn học nó thành người. Nó được cái nhà mừng lắm luôn á. Nói chung là mừng khi mà luôn xây dựng căn nhà không thì em cũng cố gắng mua những cái thiết bị cần thiết cho bé. Đó là gồm có bàn này, rồi là bàn ghế, rồi là giường, rồi là bàn học, rồi quạt các thứ cho bé đầy đủ. Đầy đủ cho nên nó lớn lên nó còn vợ con nó ở mình khỏi lo. Dạ đúng rồi. Khỏi căn lo. Nhà này thì ở đến khi nào có vợ. Vợ gì có vợ luôn á, ráng. Giờ thấy ông bàn thờ cha với mẹ lên nó ngồi thiệt buồn đau lòng quá, con thiệt á. Rồi chị phải cu mang chứ, giờ chị ở đây thì phải cu mang cháu chứ, giờ bỏ cha giờ đây. Yeah. Mấy người kia người ta cũng lo đi làm hết, đâu có ai ở đây đâu, có nhà nhưng mà tao không ở. Yeah. Rồi chị ở đây chị phải nuôi lo cho nó. Yeah. Người tới đâu tính tới đó vậy á. Yeah. Có gì ăn đây. Hiện có đồng ý dì cu mang con không? Dạ đồng ý. Trước giờ dì có thường xuyên, khi mà mẹ còn sống dì có thường xuyên tới đây giúp con không? Dạ có. Con gửi lời gì đến dì không? Bác hả? Con gửi lời gì đến bác này? Chắc trước giờ chưa gửi lời gì đến bác. Hôm nay thì sáng tiền có mẹ ở đây nè, với thầy ở đây, với ông bà cô bác, thì con gửi lời gì bình đến là thuốc đến bác đi. Bên ăn dưới não luôn.
Con cảm ơn bác đi. Dạ, con cảm ơn bác. Bé cũng ít nói à. Con cũng bác Tư cũng ôm con nghe, vậy cũng ráng đồng hành bác Tư nghe. Nghe lời bác Tư dạy nha con. Ráng học nghe lớn nghe giỏi nha, cho thầy cô chú rồi Mạnh Thường Quân ta thương con, giúp đỡ con được cái nhà đó. Có tiền nữa nè, rồi con ráng học hành rồi ngoan ngoãn nha con. Nghe này đá bóng giỏi lắm á. Ráng học hành đồ giỏi, người ta thương mộng mộng mạng ta giúp đỡ cho con đó. Dạ, sáng tiền đây thì cô bác sẽ thay mặt cho thay bé mặt Hiền của bé Hiền là thay mặt mà bé Hiền cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, nhà nhà hảo tâm với xã ấp ở đây với thầy giáo đồng là rất là cảm ơn luôn, được cái nhà cho mơ ước cho Hiền với tiền được số tiền nó đi học nữa, rồi tôi rất là mừng luôn, rất là cảm ơn, thật thật là cảm ơn nhà hảo tâm với thầy giáo đồng với ở xã ở đây. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn. Hiện cuối video thì con gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Dạ con chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Con cảm ơn ông bà cô bác đi con. Cảm ơn bà cô bác. Hồi nãy đến giờ thì thấy chị đứng đây cái tâm sự với người mẹ của bé là tâm sự về vấn đề gì ạ? Tâm sự là nó hồi nó còn sống á, nó ước nguyện với chị như ba, cái gì là chị sẽ hứa cho làm cho nó tròn trách nhiệm của chị. Hồi bệnh đó thì chị cũng ra chạy tới cho lưu thuốc men, vậy chị cũng lo cho nó ăn uống thuốc men, chị lo đầy đủ hết, lo cho nó hết. Như cần chị có mẹ ở nhà nhưng mà chị cũng vẫn bỏ công ra chị đi ra đây cho nó. Tới ngày nó mất cũng trên tay chị. Ngày nó mất cũng có mình ơn chị đứng để nó mặt nhìn thấy mặt mình mặt chị thôi chứ không có ai hết trơn. Chị cũng làm cho tròn bổn phận của nó, là chị đó nguyện là cúng cơm nè, rồi nhang khói cho nó nè, rồi lo cho bé Hiền, rồi tới đâu tính tới đó, nào chị già chị nó hết nổi rồi thôi. Rồi tới đó lần Hiền nó lớn rồi nó tưởng lo cuộc sống nó được rồi. Chị hôm nay cũng 50 tuổi rồi, chị cũng không còn bao lâu nữa, chị cũng hết sức khỏe rồi, chị Hiền nó tự lo. Dạ. Là chúc chúc cho chị, kêu chị đi cho trẻ ha. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Là sau này mà khi mà có thời gian mà đi gần đây thì lâu lâu em cũng ghé thăm xem cuộc sống của bé Hiền như thế nào. Dạ thì vừa rồi thì Đồng đã bàn giao xong căn nhà cũng như trao lại số tiền, cũng như là Đồng đã trích 50% số tiền bên bà cháu bé Hằng ở Nghĩa Địa để chuyển cho hoàn cảnh của bé Hiền. Cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị luôn đồng hành cùng Đồng ở trên những chặng đường làm thiện nguyện. Thay mặt hoàn cảnh của bé Hiền nói riêng cũng như những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nói chung, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng và gia đình nhà chào ông bà cô bác. Chào ông bà cô bác ạ. Cảm ơn gì nhé.